có một bộ phận trong cơ thể của bạn vất vả ơi là vất vả, và bao nhiêu độc tố được dội vào cứ âm thầm lặng lẽ làm việc, đó là lá gan của mình. Gan là bộ phận rất quan trọng trong cái cơ thể chúng ta, đóng vai trò trong cái quá trình lọc này, loại bỏ chất độc trong cơ thể. Gan tốt với bạn như vậy mà bạn lỡ gián tiếp hủy hoại lá gan của mình nữa, đây là top 5 cái thực phẩm càng ăn càng hại cái lá gan của mình. Đầu tiên là một số cái loại đồ ăn nhanh, bạn này gạch ra khỏi sổ nhá. Đồ ăn nhanh, một cái loại thực phẩm nhanh chóng và chế biến sẵn, có thể có nhiều các cái chất béo này, muối này, đường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về gan. Bây giờ các bạn trẻ con rất thích các cái đồ ăn nhanh này. Thứ hai là thực phẩm chứa nhiều đường. Các cái loại thực phẩm giàu đường như là nước ngọt này làm tăng nguy cơ bệnh gan như mỡ. Thứ ba đó là những cái thực phẩm chứa chất bảo quản. Mọi người nghĩ như thế nào là những cái thực phẩm chứa chất bảo quản? Đó là những thực phẩm như là xúc xích này, thịt hun khói này, các thực phẩm chế biến sẵn, những cái đồ hộp, đồ chiên, những cái nước sốt ấy, nó sẵn sàng cho mình nấu ấy, đó có thể là những cái thực phẩm mà chứa rất là nhiều chất bảo quản, nó sẽ gây hại đến gan mọi người nhá. Dược sĩ Hoài thì không động đến những cái loại thực phẩm này. Thứ tư đó là những cái thực phẩm chứa rượu. Rượu là một cái tác nhân gây hại cho gan rất là lớn, nhưng mà các anh lại đam mê rượu. Sử dụng quá nhiều rượu có thể dẫn đến cái bệnh lý liên quan đến gan, vì rượu vào thì phải lọc qua gan, lọc qua thận, và gan là cái cơ quan chịu khổ nhất khi mà mình lạm dụng cái rượu bia. Ngay một cốc bia, một ly nhỏ rượu thì không sao, đừng lạm dụng các anh nhá. Thứ năm là những thực phẩm chứa hàm lượng mỡ cao. Thực phẩm chứa hàm lượng mỡ cao như là thịt đỏ này, đồ chiên rán này, đồ ngọt này, bơ sữa này, kem này, phô mai này, có thể dẫn đến các bệnh lý về gan nhiễm mỡ. Việc tránh xa những loại thực phẩm này giúp ích cho cái lá gan của bạn. Ngoài ra thì bạn nên thực hiện cái chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo cung cấp đủ các cái dinh dưỡng, kết hợp với việc tập thể dục. Nếu mà có điều kiện ấy, thì một năm bạn nên dành cái thời gian tầm 3 tháng để detox cho lá gan của mình bằng hoạt chất là silymarin này, glutathione này, đều rất là tốt để giúp hỗ trợ giải độc cho lá gan. Trong trường hợp bị gan nhiễm mỡ ấy, thì thường chưa có cái thuốc nào khẳng định là chữa được. Có điều kiện ấy, thì bạn có thể dùng những cái omega 3 nhuyễn thể này, nó hơi đắt nha. Cùng với đấy một cái chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Có bất kỳ câu hỏi nào về lá gan bạn có thể